Xin chào cả nhà. Đây là hình ảnh môn mới của bác Phương. Thì theo chia sẻ livestream trước thì bác sĩ cũng có nói vui là giám đốc của bạn là hơi sư tử, tại vì là trước đây bạn đã làm môi khoảng 2-3 năm rồi và đầu mũi đang có dấu hiệu bao sơ, nên đầu mũi đang bị sưng to, rất là to đấy ạ. Các bạn có thể tham khảo cái livestream trước. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái mũi này thì bản thân mũi đã được phẫu thuật cách đây 3 năm thì hiện tại thì tình trạng sống mũi này, đầu mũi rất là to, trông như kiểu là mũi sư tử ấy. Cái thứ hai nữa là cái phần sẹo mổ ở phía trong lỗ mũi bờ tự do ở cánh mũi đây này, thì cái phần này là sụn, nó bị cái đây động vào đây bạn hơi đau. Phần này là cái phần mà bị cái xi nó đè xuống và nó đẩy cái sụn đầu mũi lồi vào trong, mình nhìn tưởng sẹo lồi nhưng không phải, đây là cái sụn. Đấy, thì việc của chúng ta bây giờ là phải mở mổ mũi, mở hết ra để thay đổi cái cấu trúc của cái mũi này, bỏ cái xi cũ đi, bỏ bao sơ đi, chỉnh lại các cái sụn ở đầu mũi này cho nó về vị trí và thay một cái xi khác nó thanh thoát hơn để tạo một cái dáng mũi khác nhìn nó nhẹ nhàng thôi. Dạ vâng. Đấy. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ nhé. Bây giờ bạn là quý Phương sẽ thực hiện. Hy vọng là khi mà sau khi thực hiện thì bạn sẽ có một cái mũi nó thanh thoát và đẹp hơn. Đây là dáng mũi mới của bạn Phương. Đầu mũi đã rất là thon, đã cao và bay. Rất là xinh. Trông rất là tây rồi. Đúng không em? Xinh quá. Thì hôm nay bạn đã đến đây để kiểm tra và cắt chỉ. Phương có hài lòng với dáng mũi của mình không Phương? Rất hài lòng. Thế trong quá trình em làm, em có cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì không? Em không đau tí nào luôn ạ. Không đau tí nào luôn, tươi như này. Hôm nay cắt chỉ cũng không đau. Vâng ạ. Đây mọi người ngắm nhìn dáng mũi bạn một lần nữa nhé. Đây là ở góc nghiêng ạ. Rất là tây. Rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn mọi người đã xem livestream, và mọi thắc mắc mọi người có thể inbox qua fanpage là Thẩm mỹ viện Lilia hoặc gọi qua hotline 0963095500. Cảm ơn mọi người.